Xin kính chào toàn thể quý anh chị, quý anh hàng đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô xe hơi của Tuấn Kiệt Auto ạ. Em Thuận, tư vấn bán hàng salon Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy ạ. Thì hôm nay em có làm một cái video gửi đến quý anh chị, quý khách hàng một cái video chi tiết về chiếc Mercedes C250 bản Exclusive, sản xuất năm 2012 và đăng ký lần đầu năm 2013 nha quý anh chị, quý anh hàng nhé. Sau chừng 7 năm sử dụng thì chiếc xe này nó lăn bánh cực kỳ là ít, chỉ có 58.000 mai ấy, loanh quanh là khoảng 9 vạn km nha quý anh chị, quý anh hàng nhé. Chiếc xe sở hữu cái nước sơn màu đỏ, nội thất màu đen, nước sơn thì còn cực kỳ là đẹp luôn. Chiếc xe này chưa từng có hiện tượng đâm va hay móp méo, cam kết với quý anh chị, quý anh hàng luôn. Toàn bộ những cái mạ chrome hay là đèn xe, đèn led định vị ban ngày đấy, và lẹp viền xung quanh xe còn rất là sáng và mới, không có xích sát gì nhá quý anh chị, quý khách hàng nhá. Mọi người cùng với em đi xung quanh để tham quan cái độ mới và cái độ đều của xe đấy. C250 Exclusive là một trong những chiếc xe bán ra rất là nhiều, bởi vì là nó phù hợp với tầm tiền và tầm giá. Đây là cái khoang để đồ, khoang để đồ của cốp sau nhá quý anh chị, quý khách hàng nhá. Đấy, mọi người có thể tham quan giúp ở đây, vào đây giúp em này. Đấy, chiếc xe nó rất là mới, rất là sạch. Đây là lì nè, nguyên bản nha quý anh chị, quý khách hàng nhá. Đó, C250 Exclusive, đèn hậu cũng còn rất là mới, full led luôn mọi người ạ. Khu vực hàng ghế thứ hai, mọi người có thể quan sát tắp ly. Đấy, ghế da của Mercedes-Benz ấy thì nó là một cái chất liệu ghế da cao cấp, rất là bền. 7-8 năm sử dụng rồi mà ghế da là ghế da zin theo xe nhá, vẫn còn rất là mới, là căng. Xe là có rèm sáo nhá, che chắn nắng mọi người nhá. Đó, rất là tuyệt vời, cửa gió điều hòa ra hàng sau, cửa đóng rất là chắc lịch luôn. Đây là cánh cửa trước bên lái, đắp ly ốp gỗ này. Nội thất của Mercedes-Benz rất là tuyệt vời, không hề xuống sắc. Trang bị là đèn auto, vô lăng tích hợp, có set cruise control theo xe nha mọi người nhá. Em sẽ cùng mọi người tham quan một chút về cái khoang động cơ của chiếc C250 Exclusive. Đây là khoang động cơ của C250 Exclusive mọi người nhá. C250 sử dụng cái khối động cơ 2.0 lít, cực kỳ là khỏe luôn. Tất cả các con ốc, dấu chấm sơn còn nguyên bản từ nhà sản xuất nhé mọi người nhé, chưa từng có hiện tượng là tháo rỡ. Em cam kết với quý anh chị, quý khách hàng luôn. Chiếc Mercedes-Benz C250 Exclusive sản xuất năm 2012, đăng ký lần đầu 2013 nhé, lăn bánh 58.000 mai. Tuấn Kiệt Auto chúng em đang bán đến quý anh chị, quý khách hàng với giá là 585 triệu đồng. Chỉ hơn 500 triệu đồng, chưa đến 600 mà chúng ta đã sở hữu được một cái mẫu xe hạng sang đình đám của nhà Mercedes-Benz nhá. Mọi người có nhu cầu về chiếc xe này có thể liên hệ với bên em theo số điện thoại 0912669955, hoặc là qua trực tiếp salon ở địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội xem lái thử trực tiếp giao dịch chiếc xe này. Em xin cảm ơn quý anh chị, quý khách hàng đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.